Phun Cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2024. Nay mình đóng một đơn hàng cho bạn Triệu Sang ở Nam Định nhé. Bạn lấy một đầu gắn bếp này, một bếp carbon này. Bếp này là bếp 25 35. Dài 35 này. Đường kính là 20 này. Lỗ 4 này. Đấy. Thế và hôm nay mình sẽ test một bộ máy này cho một bạn ở Hải Dương. Bạn lấy cả bộ gồm có một máy nén khí 4HP 230 lít và một máy tuần hoàn. Nếu mà lấy bộ này, các bạn lấy bộ này thì tuyệt vời rồi, không hơi bắn thoải mái cả ngày mà bắn. Mình sẽ tặng các bạn một một bao cát này, một đầu bếp full này carbon. Đấy, máy tuần hoàn nhé. Thế còn cái máy nén khí này mình sẽ tặng các bạn thêm một cuộn dây hơi để kết nối giữa máy nén khí với lại máy tuần hoàn. Các bạn ship miễn phí toàn quốc các bạn nhé. Em xong mình sẽ quay cho các bạn xem và mình sẽ chạy test thử cho các bạn xem. Cái này mình sẽ đóng vào hộp cho bạn Triệu Sang nhé. Bạn Triệu Sang hôm qua lấy một cái bếp full rồi, nhưng hôm nay bạn lấy thêm một cái đầu gắn nữa này. Nhắn bạn lấy thêm một đầu gắn nữa. Để đây xong mình sẽ đóng cho bạn nhé. Bây giờ mình quay gần cho các bạn xem cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này là gồm có một máy nén khí này. Sau mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Bóc ra luôn nhé. Bóc ra luôn cho các bạn, quay cho các bạn xem cho nó nhìn nó dễ nhé. Sau mình đằng nào cũng phải chạy mà, để test thử cho các bạn. Những bạn ở xa các bạn xem luôn, khỏi phải xem test thử, vì hàng này của mình sẽ bảo hành 1 năm. Hàng này là chuẩn công ty luôn các bạn nhé. Nhưng các bạn yên tâm tuyệt đối ở cái chỗ đấy. Máy này chạy thì thôi rồi lượm ơi. Máy này mình bán chắc phải chạy nhất thật. Cái máy này 1 năm chắc phải bán nguyên một cái con máy này, phải bán gần xít soát 100 cái máy này. Đấy, các bạn lấy, có thể lấy máy, các bạn có thể lấy cả bộ cộng với cối. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cối thì nhiều bạn bây giờ là thích nâng cấp lên tuần hoàn, thì mình sẽ bán cho các bạn bộ tuần hoàn như này. Tuần hoàn như này thì các bạn có hai cách. Một là những bạn mua cối rồi thì mình sẽ bán cho các bạn một cái máy tuần hoàn kết hợp với cái cối cũ. Cái bộ đấy xong hôm nào mình sẽ review cho các bạn sau. Phần lớn là mình sẽ không có thời gian nhiều, mình chỉ những bạn nào đặt thì mình sẽ test thử luôn cho các bạn. Test thử và cho các bạn khác xem luôn. Cái máy tuần hoàn này thì bên mình bán phụ kiện máy phun cát, nên là mình làm tất cả nó đều bằng những cái phụ kiện nó tốt nhất cho các bạn. Ví dụ như là dây cao su vải bố hàng 5 lớp này. Đấy rồi thì van điện từ này, van chữ Y này, tách nước, tách dầu này. Đủ hết. Đấy. Sắt thì mình làm sắt dày dặn như các bạn nhé. Sắt này là sắt dày 3 ly hết các bạn ạ. Nếu mà sắt 3 ly rưỡi này thì nó sẽ chịu áp được khoảng sắt 30 kg, 27 kg. Nó bằng với lại cái bình áp này. Cái bình áp này là một số bạn vẫn chế bằng bình ga đấy, thì là nó cũng dày 3,5 mm. Nó chịu áp, chủ yếu là chịu áp ở đây thôi. Còn ở đây là nó sẽ có một cái van lấm để khi nào mà hơi vào thì nó sẽ đẩy van lên để nó khít cái này. Khi nào mà nó hết hết hơi thì van là nó sẽ tự bật xuống, là cát ở trên này nó xuống. Cái cơ chế này thì các bạn cũng đã xem rồi. Ở trên thị trường cũng có khoảng độ 4-5 đơn vị cung cấp cái máy tuần hoàn này rồi. Thế nhưng mà các bạn cứ xem sẽ thấy những cái ưu việt của máy của mình như nào. Đây mình làm kể cả những cái này. Các bạn sẽ thấy sau này sử dụng của mình thì nó là siêu bền luôn rồi. Những cái đồ này mình đã phải nghiên cứu rất là kỹ rồi, thử nghiệm rất là nhiều rồi. Nên là thứ nhất là nó im.
Thứ hai là khi bắn ra thì là nó sẽ hút, được hút rất là tốt, không phải cát ra ngoài. Thứ ba là lực bắn là mình đây sẽ mình sẽ có van đây rồi để điều chỉnh. Cái này sẽ điều chỉnh để khi mà cái bép phun nó to dần ra thì các bạn sẽ lại cho sâu xuống, cho thấp xuống hơn. Đấy, để có thể du ra du vào được. Đây riêng về motor này mình cũng bảo hành các bạn 1 năm nhé. Nên tại sao máy này nó hỏng cái gì, nó hỏng cái motor thì bảo hành cho các bạn 1 năm. Nên cái máy này cũng bảo hành 1 năm. Đấy, motor này nó có dơ le tự ngắt hết rồi nên các bạn yên tâm. Cái này mình làm bằng chất liệu, đây các bạn xem này, kể cả những cái ống ruột gà này của nó siêu chắc luôn, không có phải là những cái hàng khác nhái đâu. Đây các bạn xem thì các bạn sẽ biết, sau mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình giới thiệu kỹ thêm cho các bạn một chút, sau mình sẽ kết nối máy cho các bạn. Đây cho hai quả lọc vào này. Về các bạn cho cái mặt bên này vào bên tường nhé. Khi nó chạy cái bánh đa này thì nó sẽ làm mát được cả cái motor và mát được cả cái đầu đầu lén này. Cái lọc lọc gió này thì nó bên trong nó có một cái lọc này. Đây sau cho các bạn xem này. Xoáy vào. Về các bạn chỉ cần xoáy ngược kim đồng hồ cái là xong thôi. Cái này thì các bạn xoáy xuôi. Thế còn bên trong nó có cái lọc gió. Cái lọc gió này thì xoáy ngược kim đồng hồ là nó ra. Đây. Đây giữ này. Bạn xoáy ngược kim đồng hồ. Thì cái này là đây là nó là cái lọc gió này. Thì sau một thời gian thì các bạn sẽ làm sạch cái lọc này. Để nó lấy cái. Đây là nó không có bụi vào trong cái đầu piston. Đầu piston này và nó khi mà bụi vào thì nó sẽ lọc và nó gạn và bẩn, cái bình này rất là bẩn. Đây nó có một cái miếng mút nữa các bạn nhé. Nó vừa là cách âm mà nó lại vừa lọc gió. Các bạn cho này vào, các bạn xoáy ngược kim đồng hồ cái là xong thôi. Xoáy ngược kim đồng hồ thì nó vào. Bốn HP 230 lít, áp 12,5. Khi các bạn về các bạn cắm thì trong này nhà máy đã chạy sẵn 12,5 cân rồi, thì các bạn cắm vào điện nó sẽ không thấy nó chạy, thì khi nào nó xuống 10 cân thì nó sẽ chạy. Đây mình cắm điện này cho các bạn xem. Sẽ đấu cho bạn sẵn một cái dây ở đây nhé. Đấu sẵn dây đây về các bạn kết nối hai cái với nhau là xong. Cái dây này nó chịu áp 12,5 thì là không sao các bạn. Dây này của mình dùng toàn dây Nhật thôi. Ngày xưa thì mình dùng dây Đài Loan nhưng bây giờ mình dùng dây Nhật. Nó dày và nó bền. Những bạn nào mà mua cối bên mình rồi nhé, các bạn đừng có vội vứt cối đi. Mà các bạn hãy tới đây mình sẽ cho các bạn cái máy kết hợp với cái cối cũ đấy là xong thôi. Rẻ nhất thị trường các bạn nhé. Không có gì phải vội vàng đâu, cái gì cũng phải bình tĩnh. Riêng cái hàng của mình ra bao giờ mình cũng phải thử thiếp và chạy ngon lành các thứ rồi mình mới bán cho các bạn, chứ không có mới đang nghiên cứu đang sản xuất đã bán rồi thì nó không tốt. Sau này ra nó sẽ có nhiều lỗi thì quá trình các bạn dùng các bạn sẽ thấy chán. Đây là máy của mình ra, kể cả cối đấy của mình ra thị trường mà bán hàng chục năm nay rồi, không ai chê được một câu nào cả. Bây giờ các bạn muốn bắn tuần hoàn thì lại có tuần hoàn. Tại sao cái đơn vị nó lớn như thế này mà nó lại không có đủ các loại thì nó là điều vô lý, nên các bạn yên tâm. Đây nhá,
các bạn kết nối hơi này, máy nén khí này và máy tuần hoàn này. Ở đây thì mình sẽ đấu điện riêng cái máy motor này thì là điện 220 này. Thì các bạn cắm vào này, hai phích cắm này. Hai phích cắm thì một phích này là điện 220 là chạy motor. Còn một phích này là phích vào đổi nguồn. Nguồn là 24V để mình sẽ chạy cái van điện từ này. Van điện từ này nó sẽ chạy điều tiết van chữ Y rồi để bắn cát. Để cái công tắc ở đầu này là mình sẽ đấu điện 24V rồi. Đấy. 12V cũng được, 24V được. Nên là đầu cái này là đổi nguồn là nó không giật, nên là các bạn dùng nó yên tâm thôi chỗ đấy. Khi là bật lên như này thì là nó sẽ cáp, nó sẽ bắn, nó sẽ có cáp. Còn các bạn cắm thì các bạn cứ cắm cả hai. Các bạn cắm cả hai vào cái là thứ nhất là motor nó chạy, thứ hai là van chữ Y này, van điện tử nó sẽ điều tiết cái van chữ Y này để cát nó ra. Đấy. Cát nó sẽ ra. Đấy, khi là bật công tắc thì cát nó ra, các bạn đóng công tắc vào là xong. Thì là không có cát. Khi là các bạn thôi không dùng nữa thì các bạn rút hai cái này ra. Đấy, sau đó là mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem nhé. Để giới thiệu gần thêm một chút về máy. Đây máy Pegasus này là 4HP này, là hàng công ty chứ, hàng chuẩn công ty này. Đấy, các bạn xem này. Hàng này thì bảo hành 12 tháng nhé, bảo hành 1 năm. Motor thì 100% dây đồng này. Đây. 220V. Đấy, 3 kW. Cái này thì là bình chứa là 230 lít. Ba đầu lén dầu đổ rồi này, đổ sẵn hết toàn bộ dầu rồi. Riêng hàng nhà máy này thì lúc nào áp cũng để sẵn 12,5 kg, tức là họ phải chạy thử chuẩn như này rồi họ mới xuất xưởng các bạn nhé. Mình cắm điện vào rồi. Thế còn đây cái này thì mình giới thiệu cho các bạn này. Sắt này mình làm dày lắm. Motor thì bảo hành cho các bạn 12 tháng nhé. Bây giờ mình sẽ bắn thử hai cái bia này cho các bạn xem này, để gần đây luôn. Cái này mình làm bốn bánh thì nó sẽ có hai bánh hãm này, hai bánh có hãm. Khi là các bạn đi muốn dừng lại các bạn thì khóa vào là xong. Hôm nay trời hơi mưa tí, mình sẽ test nhanh thôi. Ngoài trời hơi mưa đây, cho dịch cho đây để cho nó sát với cái kia rồi. Mình nhìn thấy này, cắm điện vào đây nhé. Cắm điện này, cắm điện cái là motor nó sẽ chạy này, motor này. Các bạn cho hơi vào này, cho hơi vào máy này. Các bạn mở hơi đây này. Quay gần cho các bạn xem nhé.
tắt này, tắt cái này là hết rồi. Hút rất mạnh nhá, hút rất mạnh. Cái này bật lên cái thì là cát nó sẽ ra này. Đấy. Tắt đi cái là sẽ hết. Ở đây điện 12V nhá, nên các bạn thoải mái. Cái này là tấm này, là hai tấm này mình bắn thử thôi. Đây cái này các bạn biết là cái này là mình dán, cái này là dán lâu rồi để ngoài nó bong rồi. Đấy, để khách cứ dán sẵn như này để khách lên để bắn thử này. Đấy, chỗ nào bắn được, chỗ nào chưa bắn này. Như chỗ này là nó rất sâu rồi này. Đấy. Chỗ này là ok, quay gần cho các bạn xem nhé. Đây, chữ đẹp chưa? Sâu quắm luôn nhá. Đây mình cứ để đây là bắn thử thôi. Đây kể cả cối đây, tủ đây, bắn suốt ngày đây rồi. Đây dây mình để sẵn ở đây rồi. Đây hơi lúc nào nó cũng đạt 4 kg này. Cái này nó chạy 12 kg thì nó dừng nhá. Cho các bạn xem để nó chạy nó dừng đấy thì thôi nhé. Khóa này vào các bạn không dùng, khóa này vào. Bạn nào mua thì liên hệ nhé. mười hai kg thì máy áp 12,5 nó mới dừng cơ. Nên là dùng bộ này thì tuyệt vời, các bạn không bao giờ phải lo nghĩ về thiếu hơi, không bao giờ phải lo bụi bặm gì cả. Cát thì mình vẫn cái này thì mình sẽ bán chạy với lại cát cát oxy nhôm hoặc hàn mài các bạn nhé. Đây oxy nhôm hoặc hàn mài. Đấy. Đây những cái đồ của mình làm đấy, của mình làm nó không phải chất lượng như này. Cái này mình mới lấy thêm một cái loại như này là nó là dùng vải dù nhé các bạn nhé, bố dù nó bền lắm. Đây, đổi mới liên tục, nó không phải là bố vải, nó là bố dù. Thế còn đây oxy nhôm, còn kia hạt mài. Đây, dây hơi này. Đây các bạn này, hạt mài dạng thép nhé. Đây là oxy nhôm này, là đây là dạng thép nhé, gọi là hạt mài dạng thép đấy, các bạn vẫn gọi là hạt mài dạng thép ấy. Đấy, hạt này này, hạt nó đen đen này, hạt này thì bền lắm. Các bạn cứ hỏi giá bên ngoài, mình cứ bán cho các bạn giảm thêm 100.000 bao luôn. Cái máy này cũng thế luôn, tất cả đều giảm cho các bạn hết. Hướng đến sự chuyên nghiệp thì các bạn thấy yên tâm là bán hàng bao giờ cũng giá cả cũng chuẩn, hàng chuẩn thay thế lúc nào cũng có luôn. Thôi nhá, bạn nào mua thì liên hệ nhá. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang, điện thoại 0915 101 180. Thôi xin chào tạm biệt các bạn. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên phân phối bán sỉ lẻ máy phun cát thế hệ mới, dùng bắn đá bia mộ, tạo nhám gương kính, bắn đầu bò sơn xe máy, bắn sắt sơn tĩnh điện, đồ gỗ CNC, làm sạch bề mặt tất cả các chất liệu. Các sản phẩm bao gồm máy nén khí Puma, Pegasus, cối 30 lít, 100 lít, cát thạch anh, oxit nhôm, hạt mài, bếp phun carbon, hợp kim, dây cao su vải bố và các phụ kiện nhập khẩu khác. Đặc biệt, cung cấp trọn bộ máy làm bia mộ gồm máy vi tính, máy cắt đề can Mimaki, máy nén khí, cối, cát, bếp, được học nghề miễn phí. Với phương châm luôn mang giá trị đến với khách hàng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Hotline 0915 101 180. Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biển, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.